trông bẩn quá. Tối về tắm rửa sạch đi, không là tối nằm là ngứa đấy. Ui còn cười, còn phía trước kia còn bẩn hơn kìa. Mình vừa đi ra kia chơi một lúc mà. À kìa kìa, biết rồi các bạn ơi lại đây. Thì ra là nó chui từ dưới cái sông kia, nó đầm mình lên kìa. Này cái con kia, xuống đây làm gì? Đi lên đây thôi. Này cái con này, ngẩng lên cái gì? Ăn cỏ đi. Ăn đi nhanh lên. Này con nhìn nè. Húc cho cái bây giờ. Các bạn ơi, lúc nó đàn gảy tai trâu các bạn nhìn này. Mình nói mà nó, à bây giờ nó mới nghe lời, lại phải nói một lúc nó mới hiểu đấy. Lúc trâu này á, ngốc nghếch lắm. Ôi bạn Trang, bạn đang làm gì kia nhỉ? Trang ơi! Nhưng bạn Trang có mua được món đồ gì đấy không? Món đồ gì? Đồ chơi con vật đấy. Con đây vật này, á? Có các loại con vật luôn. Tên 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 tên. Và một cái gì đây cậu có biết không? Cái này là... cái này là kẹo thịt xiên đấy. Ăn ơi ngon luôn, kẹo này tớ tặng cậu đấy, cho cậu ăn kẹo này. Nhưng mà tớ đang chăn trâu bẩn lắm. Thôi để dành đấy. Ừ, cho vào trong. Đâu xem nào. Con vật gì nào? Đủ các loại con vật luôn. Dạ, con vật thì nhà tớ cậu không nhìn thấy đây à? Cả một cánh đồng toàn trâu là trâu, nhà tớ thiếu gì con vật. Nhà xem nào. À, con này là con ngựa vằn này. Đúng rồi, nhà cậu có con ngựa vằn không? Ờ, không. Thế mà bảo nhà tớ đầy các con vật. Đây là con hươu cao cổ này. Đúng rồi. À, đây là động vật hoang dã rồi. Còn đây á, của nhà tớ toàn là động vật nuôi thôi, động vật nông trại thôi, chứ làm gì có động vật hoang dã. Đây là hà mã này, voi này, sư tử này. Ui, con sư tử này mà có ở ngoài thật á, có khi nó ăn thịt trâu nhà tớ rồi đấy. Ờ. Đây này, đây là con tuần lộc của ông già Noel đấy. Ờ, đây là bạn hươu cao cổ này. Cái túi con vật này của tớ nhớ hơi bị đa dạng luôn, có cả động vật ăn cỏ, động vật ăn thịt nhá. Con gì đấy? Con gì? Trông nó hay thế nhở? Con này tớ trông lạ lắm, hình như không phải là mấy cái con động vật hoang dã ở đồng cỏ đâu cậu ơi. Con này trông nó như con chuột đấy. Con này tớ nhìn trông nó lại giống con thỏ cậu ơi, mà nó lại nhảy nhảy hay nhở? À, tớ nhớ ra rồi. Con này hình như là con chuột túi thôi. À, chuột túi có phải là nó có một cái túi to ở phía trước như thế này không? Đúng rồi, để nó để con của nó ở trong đấy đấy. Xong rồi, con này nó đi. Ừ, đúng rồi đấy, bạn ấy vừa nhảy như thế qua đây đấy. Trông hay nhảy, nó cứ nhảy nhảy. Hay mình ra, mình trêu bạn chuột này đi. Ui, này, bạn chuột túi ơi, bạn đi đâu đây? Ui, trông có cái túi to chưa? Mang được cái túi đẹp thế. Cái túi này á, bình thường mình phải xách giỏ đi chợ. Đây bạn ấy có cái túi này, bạn ấy đồ luôn. Ồ, mà tớ nhìn thấy bên trong á, cái túi của bạn ấy có bao nhiêu món này, món đồ gì đây rồi? Đồ chơi à? À, cậu bảo là cậu đang đem đồ đến cho bà ngoại cậu ý. À, này chú túi ơi, cậu nhảy giỏi thế này hay là con mình thi nhảy không? Xem bọn tớ nhảy giỏi hơn hay là cậu nhảy giỏi hơn, ok không? Ui, bạn ấy nhảy lên, bạn ấy thích thú này. À, thế là bạn ấy đồng ý thi bọn mình à? Rồi, bây giờ tớ là trọng tài, cậu sẽ nhảy thi với bạn Trang nhá. Ok. Nào, bây giờ tớ đến đến 3 nhá. 1, 2, 3, nhảy. Cố lên Trang ơi, cố lên Trang ơi. Ôi các bạn ơi, bạn Trang bạn đang nhảy thi với con chuột túi kìa. Nhưng, bạn nhảy Nhím ơi, nhảy cùng bạn ý à mà vã hết cả mồ hôi. Không thể nhảy theo cậu ý được đâu, cậu nhảy nhanh lắm cậu ạ. Thế cậu đây nhảy đi đâu mất rồi? Cậu ý nhảy nhanh quá, nhảy đi đâu rồi tớ cũng không để ý được. À, hay vừa nãy cậu bảo là cậu nhảy đến nhà bà ngoại cậu ấy. À ừ, hay là thế. Thế chắc là đi luôn rồi. Cậu này á là cậu ấy chuyên nhảy mà. Thế nên là mình làm sao mình nhảy được. Nếu mà thi chạy bộ là khéo mình thắng được đây, chứ còn nhảy là mình không thắng được bạn ấy đâu. Ui nhưng mà Nhím ơi. Hả? Sao cậu chăn trâu kiểu gì mà lại để trâu của cậu nó ra ăn lúa của nhà người ta kìa. Ui thế à? Ôi. Ui mày ở đây chơi không ra chăn trâu, để trâu nó ăn lúa hết rồi. Thôi tớ phải đi chăn trâu tiếp đây. Này, trâu, đi về đây, đi lên. Mưng. Đây 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 nào. Đi đi. Đi 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 đi. Nhưng. Ta linh tinh. Này, con đứng đây nhìn cái gì nữa? Đi về đi nhanh lên. Kẹo này đã bảo là kẹo gì ấy nhỉ? Trông lạ thật đấy, mình chưa ăn bao giờ. Để thử ăn xem nào. Wow. Hình như vị chua chua ngọt ngọt đấy. Wow. Này, ngọt. Ngọt. Màu vàng này. Ngọt. Màu đỏ. Còn đây trông như kiểu là
một cái xiên thịt ý các bạn ạ. Ngon thật. Nè, phải cắt vào đây, không được vứt ra đây đâu các bạn ơi. Sao ăn xong cái kẹo của bạn Trang anh cứ bị ngứa ngứa mắt thế nhỉ? Ai ôi, đau mắt thế này, ai ôi, đau quá, ôi, sao mắt mình, đây phun ra cái gì đấy kia các bạn ơi, ôi, ai ôi, ui, cái này hình như nó là tia đang gây ai hay sao ấy, ôi. Ôi trời ơi. Sao ăn cái kẹo vào nó lại bị như thế này? Ui phải đi tìm bạn Trang thôi. Xem làm sao nào. Ui dồi ôi. Nhảy thi với cả cái con chuột túi á. Mệt thật đấy các bạn ạ. Bây giờ phải ngồi uống sữa để nạp năng lượng á. Sao cứ nghe thấy cái tiếng gì ấy nhỉ? Có bạn nào nghe thấy không? Tiếng bước chân chạy rất là nhanh luôn. Xong lại còn nghe như là cái tiếng rìu đập xuống dưới đất ý. Hình như nó phát ra từ đằng trước kia kìa. Để tớ thử chạy ra. Tớ có cái ống nhòm này các bạn ơi. Tớ thử nhòm xem là chuyện gì đang xảy ra nhá. Ui các bạn ơi, tớ phát hiện ra có một con gì nhỉ? Con gì nhìn nó lạ lắm. Mà nhìn nó to khổng lồ cơ. Hay là người khổng lồ nhỉ? Sao mà lại cắn nước như thế kia? Nó đang đuổi con chuột túi kìa. Ui không được rồi, không được rồi. Làm thế nào để giải cứu bạn chuột túi kia bây giờ? Ui nó đánh con người chuột túi rồi kìa. Ui ai bắn ra? Ai bắn được thế? Là tớ đây. Ui tớ chả nhìn cái gì cả. Ui con vừa bắn cái gì vào người tớ thế? Đau thế. Tí thì cháy cả cái mông của tớ rồi. Ui thế là tia laser đây. Mà cũng tại cậu đây. Tớ chả hiểu cậu đưa cho tớ cái kẹo gì mà khi ăn xong thế là mắt tớ nóng bừng hết cả lên. Xong khi tớ bỏ ra thì mắt tớ bắn ra tia laser cậu ơi. Ăn kẹo của tớ xong rồi mắt tự dưng lại có tia laser bắn ra. Đâu đây. Cậu thử bỏ ra tớ nhìn lại xem nào. Nhưng mà cậu là người cậu ấy, cái này là tia laser nên là nó rất là đau với bọc ra đây như kiểu luôn đấy. Này nhìn nhá. Ui đúng rồi, đúng là tia laser rồi. Ui bây giờ là mắt cậu bắn được ra tia laser như này á. Cách nào giúp tớ chứ tớ không thể sống như thế này được. Đây này, cậu phải đeo cái kính này vào. Đeo cái kính này vào là hết à? Đúng rồi, cậu đeo vào đi. Cái gì đúng rồi. Cái kẹo này tớ mua ở cửa hàng tạp hóa, người ta quảng cáo là kẹo sức mạnh đấy. Ăn vào là như siêu anh hùng ấy. Cậu đeo kính vào, bây giờ mắt cậu không bắn được tia laser nữa rồi. Cậu sẽ không làm đau người khác nữa đâu. Tớ đeo vào là nó không bắn được ra nữa rồi. Ôi vừa đấy nguy hiểm lắm cậu ơi. Cái kẹo này tớ thấy nó quảng cáo là có sức mạnh, nhưng mà chỉ giữ được trong vòng 1 ngày thôi cậu ơi. 24 giờ ấy. À thế là sau 1 ngày là sẽ ra được hết đúng không? Rồi mà lại trở về người bình thường luôn. Thế là còn may đấy, bởi vì cái này tớ vẫn dùng chưa quen lắm. Thế là tớ cứ lia mắt đi đâu là cái tia laser nó phóng đặt ở đấy. Ui vừa đấy tớ đốt một dải luôn, cháy cả một vùng luôn cậu ạ. Ui rồi lắm. Ui cái mắt tia laser này đúng thứ tớ đang cần đấy nhím ơi. Cần tớ vừa phát hiện ra có một cái tên người khổng lồ hắn bắt nạt bạn chuột túi cậu ơi. Có phải là cái bạn chuột túi màu trắng trắng mà vừa đấy bọn mình nhảy thi với bạn nhá? Đúng rồi, cậu ấy đang ngất xỉu ở ngoài kia kìa. Hắn ta có một cái búa siêu to khổng lồ đập lúc không cậu ơi. Ui nguy hiểm thế á. Thế rồi nên lúc vẫn còn đang có cái sức mạnh tia laser mắt này, để tớ ra tớ bắn cho hắn mấy phát vào mông để cho hắn bớt hoành hoang đi. Dám đi bắt nạt bạn chuột túi à? Phải dạy chán một bài học cậu ơi. Đi cậu dẫn tớ ra đấy xem nào. Ui dồi ôi, cái tên người khổng lồ này hắn phải to gấp 4, gấp 5 lần mình ấy. Cái tên này nó lắm lông thật đấy cô ơi. Nhưng mà tớ không sợ hắn đâu, bởi vì tớ đang có cái này này. Này cái tên kia, tại sao ngươi lại bắt nạt bạn chuột túi như thế? Ngươi to như thế mà ngươi đi bắt nạt cái bạn bé tí như thế à? Được rồi, ta sẽ dạy cho ngươi bài học. Ngươi chưa biết sức mạnh của ta đâu. Ôi tên này hắn không chưa là Trang ơi. Hắn cầm cái chùy đấy, một cái búa to đùng thôi, cứ đập phá linh tinh cái thứ ấy. Được rồi, ta sẽ dạy cho người bài học này.
cậu thấy chưa? Tớ trên thang ăn rồi kìa. Mình thử chạy ra xem bạn chuột túi thế nào rồi đi. Ừ, đi. Ui, nhanh rồi. Bạn chuột túi đây. Này bạn chuột túi ơi, bạn có làm sao không? Chuột túi ơi, cậu tỉnh lại đi. Bạn ấy đứng dậy rồi này cậu ơi. Ui, may quá cậu không sao, cậu chỉ bị ngất xỉu tạm thời thôi cậu ơi. Chuột túi ơi, có phải cậu đang đi đến nhà bà ngoại cậu không? Thôi chuột túi ơi, cậu đi tiếp đi. Từ giờ không còn con gì nó dám bắt nạt cậu nữa đâu. Con tớ trị hết cho rồi nhá. Chúng tớ vừa đuổi tên người khổng lồ ấy đi rồi. Cậu hãy đi.